Canada vùng đất hứa. Xin chào tất cả các bạn, chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hôm nay bác Lý, cô Thảo, Linh và mình cùng nhau đi uống cà phê ở tiệm cà phê Tim Horton. Địa điểm này thì có nhiều người Việt lắm, đa phần là người Việt ở đây nha các bạn. Không khác gì tiệm cà phê Việt Nam cả, nghe toàn là tiếng Việt. Thường thì mình không có mấy khi đi ra ngoài tiệm này. Địa điểm của mình thì ở một nơi khác, yên tĩnh và thẫn thờ hơn. Dạ. Sao khỏe không? Khỏe. Đi đâu mà sách vỏ vậy? Hoảng luôn, tự cho người ta. Cho người nào vậy? Nhìn thấy nè. Một lọc hả? Nè, bố, quăng thử cho mình nè. Một lọc đó, Nguyễn. Đây là của người ta đặt đó. Ai đặt? Bánh cùng em gốc Huế luôn á. Gốc Huế luôn. Người Huế làm đó. Loại canh đen rất là ngon. Vị nó rất là đậm đà. Có luôn ạ. Cá. Nói lời quảng cáo hạt rồi. Ở nhà đi, chụp tà mạo rồi rồi. Còn sao nữa? Em đi ăn học rồi, chụp tà mạo rồi. Có, con nghe thôi mẹ, mẹ kể không mẹ. Lắm. Có người xúa tôi ở nhà hoài đi, đừng có đi làm ấy. Rồi, có thằng nào mà lấy con này là ngon. Không, cảm ơn. Không, không thiệt. Nó biết lo làm hết. Nó biết lo gia đình lo em, rất là thấy xây ngon rồi. Là làm hết. Dạ, tôi còn thành con trai là tôi chọn con này. Là quay mặt đó, cận cảnh luôn đó, nói nhớ nha. Thỉnh thoảng ra tiệm cà phê có đông người Việt. Các bạn thấy không, được quảng cáo miễn phí, quảng cáo quá chừng luôn. Quả vậy Hà đâu có dám lú đầu ra nhiều đâu, ngại. Mà đi làm như một công chúa vậy. Trời ơi, nói như cầu chết vậy. Uống cà phê là như uống bia vậy. Ra đây gặp người quen không à? Bắt xong nha. Bắt chín luôn. Hai ba. Hôm nay là đi hơi sớm cho nên vẫn còn chỗ trống nhiều. Đó bình thường á, vừa Việt vừa Tây là không còn chỗ nào để ngồi. Mà đa phần là người Việt nha các bạn. Ở đây là rất nhiều người Việt đến cà phê. Không gian của tiệm cà phê này thì rộng nè, thoáng nè, luôn luôn sạch sẽ, lúc nào nó cũng thơm tho như vậy đó các bạn. Đây là một cái dạng cà phê đặc trưng của Canada, ở Canada. Nhìn đây nè, giới thiệu đi. Người ở đâu nè? Bốn người này là ở Huế. Ở Huế nè. À, Nha Trang đó. Nha Trang. Qua đây quen nhau mới ghê chứ. Uống cà phê xong rồi thì cả nhà cùng nhau đi chợ. Đây là cái chợ Tàu mới nhất, lớn nhất ở thành phố Wales, theo mình biết. Thật ra thì mình cũng không có biết nhiều chợ ở Wales này. Theo mình thấy thì đây là một cái khu chợ vừa lớn, vừa rộng, vừa sạch sẽ và lại đầy đủ các thứ đồ châu Á mà người Việt mình cần.
có thể ra đây. Nấu với lá é trắng nè, không là nấu cẩm chua ăn ngọt ăn cũng được. Cái này giờ nó đang nó ngâm sẵn rồi nè. Cá cơm mà chị, đây là cá cơm nè, cá cơm mà nó không có cơm mà chị, nó bự quá, nó không còn là cá cơm nữa, nó bự, nhưng mà đó là cá cơm á. Ở đây này kệ à. Xin ta hồn, hai chồng tôi là muốn tiếp cái đầu của hồn. Cá tôi muốn chín hả chị ạ? Chị, cá tôi muốn. Con á. Ở Việt Nam là mua xong rồi bán lại. Biết. Thành bự rồi. Đi đi. Đi. Không biết ăn nhưng mà nó rất là nổi tiếng. Tôi ra nói. Mua về bỏ miệng ăn thôi. Hồi xưa hộp dưa nó hốt bỏ làm bụng bỏ miệng. Còn nó lột sẵn rồi. Chỉ có không có hộp dưa lột sẵn thôi. Không có hộp dưa lột sẵn. Có nè. Thấy hợp. Chín nấm tiết, biết nấm tiết không? Bây giờ hai đứa phải chín nấm tiết. Đâu vậy Linh? Thiên đường gia vị. Thiên đường gia vị. Lọ dầu. Thế lấy xe được. Dầu heo. Cái lọ dầu. Cái này là để ướp nè, ướp làm sao sướng nè. Này là có thể là gia vị dầu, dầu tỏi, dầu chanh nè, có chút chanh nè. Này là ướp nướng nè. Ở đây nước tương rồi đó, nhiều loại nước nhiều tương. Này làm như giấm nè, giấm. Mang mẻ nè chị à, ta ngâm như vậy nè, ăn cơm ngon lắm. Ăn lẫn vào cơm. Chao. Nhiều loại chao. Trứng là trứng này, trứng bắc thảo, trứng muối. Chị thấy cái măng mẻ người ta làm đủ loại này, làm đủ lắm. Măng trong đủ bên chưa có này. Ê chị, cái cọng này còn có tiết đâu, còn kiếm gì kìa. Một năm không mua gì đó, mua một năm thôi.
Nam mình là muối chanh, muối ớt, xay hết đồ. Heo quay, mình nói heo quay. Thỉnh thoảng thì mình sẽ làm những cái video clip mà nó thực tế âm thanh bên ngoài cho các bạn xem. Hy vọng là mọi người sẽ không cảm thấy nhàm chán, bởi vì trước nay đa phần mình nói từ đầu tới đuôi, nhưng mà từ nay mình sẽ xen kẽ những cái video thực tế như thế này. Có thể là nó hơi nhàm chán một chút, hoặc là có thể đối với ai đó nó sẽ hơi thú vị, mình cũng chưa biết, có thể mọi người cho mình ý kiến. Riêng mình thì trong những video như thế này thì cũng mài mỏ bớt bớt lại một chút. Chúc mọi người sức khỏe và bình an ha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.